Vâng, chào cả nhà. Mọi người nghe Vân rõ không ạ? Nghe Vân rõ bấm dùm Vân số 1 nè. Mọi người nghe Vân rõ bấm dùm Vân số 1 nè. Những gì ở trong Zoom Vân không có mở Zoom nha. Các vị ra Facebook Live dùm Vân nhé. Nghe rõ bấm dùm Vân số 1 ạ. Hôm nay thứ sáu, thường lệ thứ sáu của Vân tức thứ bảy ở Việt Nam, thường lệ là Vân có một buổi chia sẻ Phật pháp, và dạ nghe rõ bấm dùm Vân số 1 nhé. Và mình chỉ có chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, những cái gì mà mình trải qua và có kết quả thì Vân muốn chia sẻ lại cho tất cả những người, cầu mong một ai đó nghe những bài chia sẻ của Vân mà có lợi lạc. Cho nên là không phải nói pháp gì, chỉ có chia sẻ những cái kinh nghiệm mình đã từng trải để hy vọng một ai đó có thể là kinh nghiệm và giúp đỡ cho một ai đó được. Rồi bây giờ hôm nay thì Vân sẽ nói về cái đề tài, thật sự ra cũng không có biết chia sẻ cái gì nữa. Nhưng mà vẫn cảm thấy là có một cái mình rất là cần chia sẻ là có một số vị nhắn tin cho Vân cứ nói là tu hoài mà không có kết quả. Tại sao tu mà không có được cảm ứng? Tại sao Phật không có nghe? Và họ cứ cầu cứu mình. Cho nên là Vân sẽ nói đi sâu vào cái đề tài đúng, điều, đủ. Cái này Vân đã từng học ở bên kinh doanh của Vân, cho nên Vân cảm thấy là ở ngoài đạo nó phải đi chung với đời, và khi chúng ta kết nối được đạo với đời thì tự nhiên cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Có nhiều lúc mình nghiêng về một cái gì đó quá nặng thì nó giống như cái bánh xe gì đó, cái bánh xe của mình, cái bánh xe, xe ô tô thì nó phải có bốn bánh đúng không ạ? Xe Honda thì nó có hai bánh, nhưng nếu như một cái bánh nào đó mà bị nghiêng, bị không có chất lượng thì cái bánh kia nó kéo rất là khó và nó rất là cực khổ đúng không? Cho nên bốn bánh chúng ta phải đều đều với nhau thì mình mới kéo được. Và hôm nay thì Vân sẽ chia sẻ cái đề tài đúng, điều và đủ. Đúng là đúng như thế nào quý vị? Cho Vân hỏi nè, ở trong Facebook Live của chúng ta, các bạn đang tu về pháp môn gì ạ? Quý vị đang tu về pháp môn gì? Quý vị có thể comment giùm Vân không ạ? Nếu quý vị tu về pháp môn tịnh độ, quý vị có thể bấm số 2 giùm Vân. Còn tu những pháp môn khác thì quý vị có thể comment giùm Vân nè. Vân hỏi đều có lý do quý vị nhé. Mọi người cứ vào Zoom, xin đừng vào Zoom nữa nhé. Ok. Nếu như các bạn tu pháp môn tịnh độ, các bạn bấm số 2 giùm Vân nhé. Và nếu như pháp môn khác, các bạn có thể comment cái pháp môn của mình giùm Vân nhé. Đúng nghĩa là gì? Mỗi người trong chúng ta xin hãy tự hỏi bản thân mình đang tu pháp môn gì, mình đang tu pháp môn gì, mình chọn đường tu là gì, và cái gì đó mà nó làm lợi lạc cho mình tu mình cảm thấy an lạc, mình cảm thấy cái này là con đường mình đi, mình chọn và mình cảm thấy an lạc với cái đó, thì chúng ta nên giữ giữ cái lập trường của mình quý vị nhé. Nên giữ cái lập trường của mình và không nên cho cái lập trường của mình nó bị rung rinh. Có nghĩa là ai nói hay, dĩ nhiên pháp môn nào cũng hay hết, nhưng mình tùy căn cơ của mỗi người và mình thích hợp với mỗi người nữa đúng không ạ? Và đa số những bạn đang theo dõi Facebook Live, cũng như là những bạn cùng cộng tu với Vân, cũng như những bạn đang theo dõi những gì Vân làm, là các bạn đang tu tịnh độ đúng không ạ? Nếu đúng các bạn bấm số 2 giùm Vân nhé. Tiếp tục bấm số 2 giùm Vân. Lý do tại sao Vân hỏi như thế
là tại vì đúng có nghĩa là mình chọn đúng pháp môn, mình chọn đúng cái gọi là đúng của mình. Là thí dụ con nói pháp môn tịnh độ đi, bây giờ pháp môn tịnh độ là như thế nào, và khi chúng ta chọn đúng pháp môn tịnh độ là gì, đi đúng chánh pháp là gì, chúng ta pháp môn tịnh độ chỉ có tính hạnh nguyện, đúng không ạ? Tính nguyện hạnh, tính là tinh, tinh tuyệt đối, có cảnh giới của Phật A Di Đà và có Đức Phật A Di Đà, nguyện về cảnh giới ngài và hành trì tha thiết, hành trì theo, và đó là tính hạnh nguyện của pháp môn tịnh độ. Và bên cạnh đó, chúng ta không phải là ngồi tu cả ngày mà có thể được vãng sanh, vì chúng ta còn cơm áo gạo tiền, vì chúng ta còn rất là nhiều việc, chứ không phải là chúng ta là người buông hết trần thế rồi và vào chùa tu hoặc là những vị xuất gia. Cho nên là chúng ta cần phải, bên cạnh đó chúng ta cần phải gọi là tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước gọi là gì? Tịnh nghiệp có nghĩa là mình sẽ thanh tịnh cái nghiệp của mình lại, mình cố gắng giữ làm sao cho cái tâm mình thanh tịnh lại. Tam phước có nghĩa là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, làm toàn việc lành, tránh tất cả các việc ác, không sát sanh hại vật, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng có nghĩa là mình biết cách ăn ở, cách cư xử như thế nào cho đúng pháp. Và bên cạnh đó quý vị cần phải luyện cho mình thuần thục cái câu Phật hiệu nha, quan trọng, rất là quan trọng luôn. Đi đứng nằm ngồi, nghe hơi nhỏ hả? Những người khác có nghe Vân rõ không ạ? Những gì khác có nghe Vân rõ không? Bây giờ có nghe rõ không ạ? Nghe nhỏ quá hả? Dạ. Rồi bây giờ có nghe Vân rõ không ạ? Nếu rõ quý vị bấm như Vân số 1 nè. Nghe Vân rõ bấm như Vân số 1. Đúng là làm đúng, đang làm đúng tu pháp môn tịnh độ. Chúng ta rõ rồi phải không? Chúng ta tính nguyện hạnh và tịnh nghiệp tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta thấy nó đơn giản như vậy nhưng không dễ chút nào hết. Chúng ta cần phải theo sát những gì chúng ta làm, và hãy làm bằng cái tâm thì chúng ta mới có thể đạt được kết quả. Có nghĩa là đúng như thế. Bây giờ mình điều là như thế nào quý vị? Điều có nghĩa là chúng ta phải hành điều đặn mỗi ngày, mỗi ngày và mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều có câu Phật hiệu trong ta. Điều tu tập thật tinh tấn có câu Phật hiệu trong ta. Làm điều đặn không thối chuyển. Chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không thối chuyển quý vị. Dĩ nhiên chúng ta sẽ có thử thách, dĩ nhiên chúng ta sẽ có chướng duyên, chứ không có thể nào đường tu chúng ta suôn sẻ trải thảm đỏ cho chúng ta đi hết. Ai cũng hiểu điều đó mà, đúng không? Vì sao? Vì nghiệp lực chúng ta cực kỳ nhiều. Đời này và nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta không biết là gây bao nhiêu thương tích cho chúng sanh rồi. Thì bây giờ dĩ nhiên khi chúng ta muốn về với Phật thì chúng nó sẽ không muốn cho chúng ta tu đâu, vì chúng cũng muốn trả thù mà, đúng không ạ? Cho nên điều đặn để chậm đi và để trả nghiệp, tu tập điều đặn, niệm Phật, lễ Phật, sám hối điều đặn mỗi ngày, phóng sanh, bố thí, làm lành, dừng tất cả các nghiệp ác và bắt đầu chúng ta tu thập thiện nghiệp đấy nè. Từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp, dừng nghiệp sát, chúng ta dừng nghiệp sát ngay tức khắc bằng cách là chúng ta ăn chay đi quý vị. Tại sao Vân tha thiết mong quý vị ăn chay? Quý vị đã thấy rồi, rất là nhiều chúng sanh quán gia trái chủ, con cá, con gà, con heo, con trâu, con bò, con rắn, tất cả chúng sanh nhỏ cũng là quán gia trái chủ, nó cũng là con người đầu thai đó. Cho nên bây giờ chúng ta hiểu, chúng ta biết rồi thì chúng ta hãy dừng lại cái nghiệp sát đi, và chúng ta hãy ăn chay
để mà sám hối, dừng nghiệp để rồi sám hối những tội lỗi của chúng ta. Xin hãy nhớ, đới nghiệp vãng sanh có nghĩa là quý vị có thể mang nghiệp cũ đi chứ không phải mang nghiệp mới. Từ lúc con biết được Phật Pháp, con không muốn tạo nghiệp nữa. Sám hối có nghĩa là biết lỗi con rồi và con sẽ không tổn thương chúng sanh nữa. Chứ không phải mình nói mình biết lỗi rồi mà bên cạnh đó vừa sám hối xong chúng ta lại tiếp tục tạo nghiệp, tiếp tục ăn mặn chúng sanh, tiếp tục làm những cái không phải là người con Phật làm, thì làm sao ai chứng cho quý vị đây? Đúng không ạ? Điều đặn đi đứng nằm ngồi nhất cử nhất động ở bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể niệm Phật được hết. Và hãy nhớ câu Phật hiệu có thể cứu mình và cứu được những người xung quanh mình. Một người tu cả dòng họ được lợi lạc, cả xóm được lợi lạc, cả làng cả tỉnh được lợi lạc quý vị. Vân mới vừa đăng trong Facebook của Vân có một câu chuyện Vân rất là tâm đắc, là quý vị có biết là chúng quỷ thần, chúng ma vương, chúng vong linh giấc gia giấc dưỡng ở ngoài kia, họ không có nơi nương tựa và họ rất là phá và họ hội họp với nhau, tụ tập với nhau để họ phá những người dương chúng ta, vì cái sự đói khát của họ, vì cái sự vô minh của họ mà họ tiếp tục tạo nghiệp nữa. Cho nên câu chuyện đó là một chiếc xe bus, một chiếc xe buýt đó, chở rất là nhiều người đi, thì người tài xế trong xe thì im lặng giống như đang ngủ hết rồi, thì người tài xế nghe cái tiếng của chúng ngã quỷ nói với nhau, là nói là chiếc xe này qua một cái đèo này thì ta đếm 1, 2, 3, các ngươi xô chiếc xe này xuống đèo hết, có nghĩa là cho chúng nó chết hết nha. Thì ông tài xế nghe như vậy rất là sợ và không biết phải làm sao. Thì khi mà tới cái đèo đó rồi thì chúng nó lại hô lên một tiếng, cái vị vô hình đó lại hô lên một tiếng là khoan đã, trong xe có một người niệm Phật và bà ta đang niệm Phật liên tục luôn, cho nên chúng ta không làm được cái gì hết. Hãy đợi bà ta ngưng niệm Phật thì chúng ta sẽ xô chiếc xe này xuống đèo. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Bà ta tiếp tục niệm Phật, câu Phật hiệu tiếp tục tuôn ra từ trong thân bà ta, từ trong tâm bà ta tuôn ra. Và cuối cùng thì chúng nó không làm gì được hết. Và chúng nó nói thôi, vì có người niệm Phật trong xe này cho nên chúng ta không có thể làm được gì cái xe này hết, thôi tha cho chúng nó. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là một câu Phật hiệu chúng ta có thể cứu được mình và chúng ta có thể cứu được những người xung quanh mình. Rõ ràng đây là bằng chứng. Và người tài xế này sau khi về là không còn làm nghề nữa và tu tập rất là tinh tấn, và đây là câu chuyện ông ta kể lại với một vị sư cô, và sư cô kể lại thì để mà nói câu Phật hiệu quan trọng với người tu tập như thế nào, thì quý vị hãy biết rõ lợi lạc như thế nào thì chúng ta mới tinh tấn được, đúng không ạ? Và Vân mong là quý vị câu Phật hiệu của mình tu để niệm Phật để cứu mình. Cứu nghĩa là sao? Để ra khỏi luân hồi sanh tử, không còn phải luân hồi sanh tử nữa quý vị ơi. Khổ lắm, có cái gì sướng đâu trong cõi ta bà này, đúng không ạ? Vân cảm thấy không biết quý vị như thế nào, Vân cảm thấy không có gì sướng ở cõi ta bà này hết. Làm con người là may mắn hơn ba cõi ác rồi, đúng không ạ? Vậy thì cho Vân hỏi nè, quý vị có thật sự an lạc không? Nếu quý vị nào không an lạc, quý vị không thật sự an lạc, quý vị không thật sự, quý vị vẫn còn đau khổ trong kiếp con người của mình, quý vị có thể bấm số 3 giùm Vân nè. Mặc dù mình đã làm hết sức rồi, mặc dù mình đã cố gắng lắm rồi, nhưng mình vẫn còn rất là đau khổ trong sự cố gắng của mình. Mình làm hết lòng hết dạ vì người khác, người ta vẫn phản mình. Mình đối xử hết lòng với người ta,
Mình làm thật tốt những gì mình cần làm, nhưng trở lại đổi lại là cái sự bất an, cái sự đau khổ, có phải không ạ? Nếu có, quý vị bấm số 3 dùm Vân nào. Và tất cả những gì đến với chúng ta đều là cái nỗi đau khổ nhiều hơn an lạc, đúng không ạ? Thân chúng ta mang đủ các bệnh hết, đủ các bệnh hết, nội cảm thôi, bệnh cảm, nóng ho sổ mũi thôi, nó cũng hành mình rất là khó chịu rồi, huống chi là bao nhiêu chuyện xảy ra đến với chúng ta, lớp nào, tiền tài, danh vọng, tình cảm, con cái, gia đình, đủ chuyện để chúng ta phải lo hết, đủ chuyện để chúng ta phải khổ hết, đúng không ạ? Đủ hết. Đó là con người nó sướng hơn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều lắm luôn rồi đó. Nhưng chúng ta vẫn phải khổ như thế này. Vậy thì chúng ta còn tha thiết gì cái cảnh giới này nữa quý vị? Chúng ta còn tha thiết gì nữa mà không ôm câu Phật hiệu để được về với Phật đi. Tất cả đều là giả tạm mà. Tại sao chúng ta lại phấn đấu cho những cái giả như thế này mà cái thật chúng ta không ngộ ra? Chỉ có câu Phật hiệu, chỉ có Phật A-di-đà mới có thể cứu chúng ta thôi. Và chỉ có về với Phật thì chúng ta mới không còn đau khổ nữa. Và rõ ràng chúng ta biết rất rõ là câu Phật hiệu có thể cứu chúng ta mà, đúng không ạ? Câu Phật hiệu có thể cứu chúng ta. Mặc dù bây giờ chúng ta bắt đầu tu tập, bắt đầu niệm Phật, chướng duyên nhiều lắm quý vị ơi, rất là nhiều chướng duyên. Không phải một ngày một bữa mà chúng ta thành tựu đâu. Bản thân Vân cũng bị te tua tơi tả bầm dập, rất là nhiều cái chướng duyên nó xảy ra đến với mình. Không phải như mình mơ đâu quý vị. Không phải như mình mơ là mình độ được chúng sanh, mình cứu được chúng sanh thì mình có thể làm giống như là ai đó trải thảm đỏ để mình làm đâu. Đặc biệt là những người phát nguyện lớn thì chắc chắn là cái sự thử thách càng lớn hơn nữa và không bao giờ ngừng nghỉ được. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì quý vị? Niệm điều đặn câu Phật hiệu trong chúng ta, xin hãy đừng ngừng nghỉ, xin hãy đừng buông tha, xin hãy đừng buông bỏ cái câu Phật hiệu của chúng ta. Mặc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta biết rất rõ là chỉ có cảnh giới Phật của Phật A Di Đà thì chúng ta mới không còn đau khổ nữa thôi. Còn bây giờ nếu chúng ta không tu chịch chút xíu thôi, chúng ta có thể về cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rất là dễ dàng quý vị ơi, rất là dễ. Khổ lắm, ra làm sao được đây, trong khi con cháu chúng ta không biết tu. Bây giờ chúng ta đã biết tu rồi đấy nè, bây giờ chúng ta đã biết tu rồi mà chúng ta còn giải đãi như thế này thì đừng mong là khi chúng ta bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà con cháu nó cứu mình. Đừng có mong như thế. Hãy cứu bản thân chúng ta đi, hãy cứu mình đi quý vị ơi. Làm điều đặn mỗi ngày, đừng giải đãi. Mặc dù có mệt mỏi như thế nào, mặc dù có bị thử thách như thế nào, bản thân Vân bị, tới bây giờ Vân cũng thử thách, họ cũng thử thách trùng trùng điệp điệp Vân. Lớp nào Phật thử thách, lớp nào ma vương thử thách, lớp nào những gì xung quanh, rất là nhiều áp lực cho bản thân Vân quý vị. Vân không phải làm đạo tu tập đơn giản như quý vị nghĩ đâu, nhưng chuyện gì xảy ra, điều mình làm mình biết rất rõ mình đang làm cái gì, và mình cứ tiếp tục mình làm những cái mình cảm thấy đây là con đường đúng của tôi thì tôi cứ đi, mặc dù bao nhiêu thử thách trong gai, tôi chỉ có cái mạng này thôi, nếu như quý vị lấy mạng tôi thì tôi đi về với Phật thôi, lo gì đâu.
và khó khăn có trùng trùng điệp điệp luôn. Và bây giờ nếu quý vị niệm Phật mà quý vị sợ chết, nếu quý vị niệm Phật mà quý vị sợ cái này sợ cái kia sợ cái nọ, thì những cái câu Phật hiệu của quý vị có thành tựu được hay không? Từ trả lời cho mình đi. Vân nói thí dụ nha. Hôm qua Vân có làm cho một cái ca của mẹ của các em trong nhóm thiện nguyện của Vân. Gia đình bà ta, bà này là bùa chiên dạy bùa bùa rất 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 là nhiều luôn, vì người 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 cha của em này là làm bên bùa và đã nghỉ nghỉ rồi, nhưng mà bùa ngải đầy nhà và yếm đầy hết hai người, người cha với người mẹ, cha với mẹ em này. Và họ không có tin Vân, nhưng mà lạ một cái là cửu quyền thất tổ ông bà những vị chưa siêu độ đưa cái em này đến với Vân và muốn Vân cứu gia đình này. Và em này rỉ tay ba mẹ riết rồi, thì hôm qua một ngày đẹp trời thì mẹ này cũng, người mẹ cũng tin Vân và nói là muốn cho Vân thỉnh hết các bùa trong trong người của bà ta. Hỏi là lý do tại sao bà ta niệm Phật cũng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi cũng niệm Phật ghê gớm lắm, nhưng bệnh vẫn bệnh te tua, không biết lý do tại sao. Thì hôm qua Vân thỉnh ra rất là nhiều chúng bùa ngải, và đầu tiên cửu quyền thất tổ về, Vân hỏi ai đang tác động bà ta bệnh bệnh rất là nhiều, thì cửu quyền về và cửu quyền nói là cửu quyền tác động. Hỏi lý do tại sao mà cửu quyền tác động vào bà ta, thì nói là tại vì con cháu đi sai đường, tại vì các con tôi đi sai đường cho nên tôi muốn tác động để cho họ kiếm tới cô Vân. Và Vân hỏi có phải là bà đem đứa cháu của bà đến với tôi hay không, thì họ nói đúng rồi, tôi đem cháu tôi đến với cô, nhưng các con của tôi không có tin, chưa có tin, cho nên tôi rất là buồn và tôi không về nhà được vì nhà này đầy bùa ngải hết, không về được. Mặc dù bà ta niệm Phật, người mẹ này niệm Phật rất là, nói là niệm Phật dữ lắm luôn, nhưng cuối cùng phát hiện ra là câu Phật hiệu chỉ có cầu cho khỏe lại. Niệm Phật rất là giỏi nhưng cầu cho con đừng có bệnh nữa, con đau nhức quá, toàn thân đau nhức, cầu cho con khỏe lại. Thật sự khi câu Phật hiệu mà mình cầu cái gì đó, coi chừng mình đang đi sai đường. Cho nên Vân nhắc đi nhắc lại, làm đúng, làm điều, làm đủ, điều đặn câu Phật hiệu, nhưng chúng ta cần phải chốt cái tâm của chúng ta, cần phải cột cái tâm chúng ta vào cái sự hướng về đạo giải thoát. Giải thoát chúng ta không còn luân hồi sanh tử nữa, chứ không phải quý vị niệm Phật, quý vị tu tập để quý vị cầu khỏe lại. Đừng có cầu khỏe lại. Nếu như ai đó bệnh nặng quá mà quý vị cứ tu tập sám hối để cầu khỏe lại, nếu như quý vị không khỏe lại, thọ mạng quý vị hết rồi thì sao đây? Quý vị mất phần vãng sanh. Uổng không ạ? Mất phần vãng sanh. Cho nên quý vị hãy mạnh mẽ lên và đừng cầu bất cứ cái gì ngoài cầu vãng sanh. Còn niệm Phật tha thiết để hồi hướng công đức này, khi con dứt bỏ sát thân này, con muốn về với Phật A Di Đà. Con tha thiết cầu mong Ngài tiếp dẫn con về với Ngài. Đó là cái mục tiêu chúng ta niệm Phật. Và nếu như quý vị thọ mạng chưa hết thì lập tức quý vị sẽ khỏe lại. Chứ đừng cầu chúng ta hết bệnh, hết đau nhức, hết cái này, hết cái kia. Cầu cho chúng ta đi chùa lại lại dài, lại rất là tinh tấn luôn, cuối cùng phát hiện ra khổ vẫn khổ. Hỏi sao vậy? Tại đi chùa toàn là cầu phước không, cầu phước, cầu sức khỏe, cầu tùm lum tà la hết mà không cầu giải thoát. Chúng ta hoàn toàn sai hết những lời Phật muốn chúng ta làm rồi. Hãy cầu giải thoát đi, đừng lo tới những chuyện khác. Không có cái gì quan trọng hơn giải thoát hết, không có cái gì quan trọng hơn luân hồi sanh tử của chúng ta hết. Và hãy coi đó là cái quan trọng nhất của chúng ta.
và chúng ta cần phải làm nhanh, thật nhanh, thật nhanh. Hôm nay có một cái câu chuyện, một cô bé này cầu cứu Vân, nhắn tin cho Vân là cứu cứu cô ơi cứu con với. Thì Vân không không hiểu, không biết tại sao, không biết cứu cái gì, thì Vân Vân mới hỏi là chuyện gì. Thì cô ta nói là con tu bên thiền nhưng mà bây giờ con vừa xuất thiền ra đó, thì bây giờ con không thở được nữa, giống như có một cái thế lực gì nó làm con rất là khó thở và con sắp không thở được nữa rồi. Thì Vân mới ngồi, Vân nói là vô Zoom được không? Thì người đó nói được. Thì Vân mở Zoom, Vân đợi gần 10 phút không thấy vô. Vân hỏi vô Zoom được không? Cô ơi cho con số, đưa số, đưa mật mã, mật khẩu, đưa hướng dẫn, nói chung là đưa hết, vẫn vô không được. Và Vân tắt Zoom, Vân gọi thì không chịu bắt máy. Và tới chừng Vân mở Zoom một lần nữa để cho vô, nói là cô ơi con muốn vô Zoom để cô cứu con. Mở Zoom một lần nữa, chờ một hồi lâu nữa cũng không thấy vô. Rồi xong Vân tắt, thì mới nhắn tin Vân á, và Vân gọi lại một lần nữa, có nghĩa Vân gọi hai lần mà cũng không bắt máy luôn, không biết là cái lý do như thế nào. Nhưng Vân nói là chắc không đủ duyên hay sao, không giúp ca này được. Thì Vân mới hỏi, cô ta nhắn là bây giờ con muốn về với Phật thôi, bây giờ con mệt quá rồi, con không không hầu như là không còn thở được nữa, nó làm cho con không muốn thở được nữa, con muốn về với Phật thôi. Thì Vân nói vậy thì niệm Phật đi, về với Phật đi, đâu có gì làm khó mình được đâu. Thì chừng 5-10 phút sau cô ta nhắn tin là cô ơi cô giúp con về với Phật đi, cô giúp con về với Phật đi. Xong rồi chừng 5-10 phút nữa cô ta nhắn tin là Vân gọi không bắt máy, thì nhắn tin là con đi bệnh viện, con đang chuẩn bị đi bệnh viện và con đi bệnh viện. Bây giờ thử hỏi nè quý vị, quý vị hãy cho mỗi người trong chúng ta ai cũng tu để cứu mình hết đúng không ạ? Vậy thì bây giờ quý vị tu tinh tấn mỗi ngày, và lỡ như Phật nói con à thọ mạng con hết rồi, ngày mai hoặc là 3 ngày nữa ta sẽ tới ta rước con, vậy thì quý vị cảm giác như thế nào? Cảm giác quý vị như thế nào? Quý vị mừng hay quý vị sợ? Ai mừng bấm dùm Vân số 4 nè, và ai sợ bấm dùm Vân số 5 nè. Nếu như Phật nói là ngày mai ta sẽ rước con, thì quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị sợ quý vị bấm dùm Vân số 5, và quý vị mừng quý vị bấm dùm Vân số 4 nè. Thật lòng nhé. Vì sao? Vì nếu chúng ta không xác định được câu Phật hiệu để làm gì thì chúng ta vĩnh viễn vẫn còn luân hồi sanh tử. Quý vị chỉ tu phước báo thôi, chứ quý vị không được dứt khỏi luân hồi sanh tử. Mục tiêu quý vị là gì? Phải xác định rất rõ mục tiêu của mình, và hãy tỉnh táo lại trong những gì mình làm đi. Tại sao miệng nói là con muốn về với Phật, con muốn về với Phật, cô ơi con thở không được rồi, có một thế lực nào đó nó làm con thở không được, và chút xíu sau con đi bệnh viện để làm gì? Đi bệnh viện để làm gì? Nếu Vân là người đó, Vân sẽ niệm Phật cho đi luôn, về với Phật luôn. Nói thật nha, Vân thật sự muốn đi lắm luôn đó, muốn đi nhiều lần lắm luôn đó, nhưng mà đi không được quý vị. Đâu phải nói đi là đi được đâu, niệm Phật để đi, niệm Phật để chết luôn mà. Ung thư là mừng mà, bị ung thư mà còn mừng được, sắp được về với Phật rồi mà vẫn còn ngồi đây nè quý vị. Đâu có phải nói muốn đi là đi dễ đâu. Cho nên chúng ta niệm Phật, chúng ta tu tập mỗi ngày, những điều chúng ta cần làm chúng ta làm đi, đừng cầu một cái gì hết. Chỉ một cái duy nhất quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, cầu vãng sanh, cầu về với Phật. Con nguyện được về với Phật trong một đời này, đó là cái lớn nhất và cái cần thiết nhất trong cuộc đời của chúng ta, và đó là cái chúng ta cần phải làm, chứ không phải cầu phước báo hữu lậu, cầu phước báo nhân thiên rồi để rồi
đời sau có gì trở lại đây, chuyện gì xảy ra, quý vị có gặp được Phật pháp nữa hay không, quý vị có gặp được thiện tri thức để nhắc nhở mình nữa hay không, có gặp không, hay là bắt đầu tiếp tục tạo nghiệp để rồi luân hồi sanh tử càng sâu hơn nữa. Đau lắm quý vị ơi, đau lòng lắm luôn nếu thật sự là như vậy. Cho nên câu Phật hiệu A Di Đà Phật là cái phao để cứu chúng ta ra khỏi biển khổ sinh tử, và hãy ôm cái phao này chạy thật nhanh vào bờ đi. Bản thân Vân có rất là nhiều lần lại Phật, niệm Phật cho đi mà Vân không muốn ở thế giới này đâu, vì có cái gì đâu mà vui, tất cả những cái gì đến với mình đều là chọc mình sân không à, chọc mình bất an không à, chọc mình đọa địa ngục không à, và toàn là nước mắt chan cơm, toàn là đau khổ đến với mình không, có gì vui đâu quý vị. Không có gì vui hết. Vậy thì bây giờ chúng ta đã biết được Phật pháp, đặc biệt biết được pháp môn Tịnh độ, đặc biệt biết được câu Phật hiệu A Di Đà Phật lợi hại như thế nào, thì chúng ta còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy dán chữ tử lên trán đi, chúng ta hãy dán chữ tử khắp nhà đi. Con sẵn sàng rồi Phật ơi, con đã sẵn sàng rồi, ngài đến đi, con sẵn sàng rồi. Và con có thể ra đi bất cứ lúc nào, không hề gì hết, không còn lưu luyến chuyện gì nữa hết. Chồng con, tiền tài danh vọng, tất cả những cái xung quanh chúng ta đều không ngoài duyên nó đến, duyên hợp, duyên đủ thì hợp lại. Còn bây giờ xong rồi, chúng ta đã trả xong rồi, mắc mới gì chúng ta phải còn cột cái tâm của chúng ta vào đó để rồi chữ ái nó luyến chúng ta luân hồi sanh tử nữa, gặp nhau nữa. Cho nên thật sự thời gian gần đây Vân thấy khá là nhiều các bạn nhắn tin cho Vân, có nhiều cái Vân không trả lời. Vì sao? Vì thật sự Vân không biết làm sao để trả lời. Tu một thời gian khá lâu rồi vẫn sợ chết, tu một thời gian khá lâu rồi vẫn sợ bệnh, tu một thời gian khá lâu rồi vẫn thấy bất an. Vân cũng như quý vị thôi, Vân không phải là cái gì hết, Vân chỉ là phàm phu tục tử thôi. Vân không có phải là Bồ Tát, là Phật gì hết á, không phải là gì hết, chỉ là phàm phu tục tử thôi. Và là một người nghiệp cực kỳ nặng, nặng lắm lắm luôn. Cho nên đời này trả hoài không hết. Và cái Vân cần làm và Vân biết Vân làm để giải được những cái nợ này là chỉ có đường tu của chúng ta thôi. Đường tu tập mới có thể giải nợ, mới có thể trả được cái nợ này thôi quý vị. Và chắc chắn giác sẽ bị khảo. Quý vị chưa thấy những cái cảnh mà các ngài khảo Vân đâu. Và quý vị chưa có thấy cái cảnh mà Ma Vương nó khảo Vân đâu. Khủng khiếp lắm, nó rất là khủng khiếp, không đơn giản đâu. Vân không phải muốn nói ra để quý vị sợ, nhưng chúng ta cần phải giữ vững lập trường trong những gì chúng ta làm. Vì sao? Vì nếu chúng ta chịu không nổi thì giữa cái luân hồi sanh tử, trầm luân mãi trong luân hồi sanh tử, và một đời này bầm dập te tua tơi tả hết để rồi đi về với Phật, thì quý vị chọn cái nào? Chọn cái nào? Và Vân đang chọn cái thử thách bầm dập te tua đó. Vân không muốn luân hồi sanh tử nữa, Vân không muốn mình phải
làm con này con kia, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi lên làm người rồi tiếp tục đọa nữa. Cho nên một đời này vẫn chọn cái bầm dập te tu, vượt qua tất cả những thử thách để rồi được về với cảnh giới cực lạc. Và hãy nhớ đường tu của chúng ta rất là khổ quý vị, khổ lắm. Chúng ta đã khổ rồi, vào đường tu còn khổ hơn nữa. Nhưng khổ rồi, khổ để được sướng, khổ để được vui. Còn hơn chúng ta khổ, chúng ta đang vui nhất thời một kiếp để rồi khổ trầm lưng mãi mãi trong bao nhiêu kiếp. Cho nên khi mà mình ngộ ra được cái này rồi thì mình nói bây giờ các vị có thử thách tôi cho đến hơi thở cuối cùng thì tôi về với Phật thôi. Bầm dập te tu cho tới hơi thở cuối cùng thì chúng tôi về với Phật thôi. Đâu có gì đâu mà sợ, mình đâu sợ chết đâu. Và nếu như các bạn tu mà đi đúng với cái câu Phật hiệu để thoát khỏi luân hồi sanh tử thì chữ tử nó không là cái gì với chúng ta hết. Hãy nhớ chữ tử không là cái gì với chúng ta hết. Đừng có sợ. Và đừng có cái gì cũng gọi Vân cầu cứu. Vân không, Vân y chang quý vị thôi. Vân không có phải là cái gì to đùng hay cái gì có thể giúp quý vị đâu. Vân cũng giống như quý vị thôi. Vân cũng đang phấn đấu cho cái sự vãng sanh của mình. Vân cũng phấn đấu cho cái sự vượt qua những cái bài kiểm tra liên tục đến với mình. Và dĩ nhiên có nhiều lúc Vân rất là kiệt sức. Kiệt sức gì không biết mình có qua được cái con trăng này hay không. Nhưng khi mình nghĩ đó, có gì mình đi về với Phật thôi, lấy luôn cái mạng này thì đi về với Phật càng sớm càng tốt thôi, có sao đâu. Cho nên Vân rất là lì trong đường tu của mình là vậy. Rất là lì quý vị. Phải nói Vân lì trong cái đường tu của mình vì Vân biết là nếu Vân làm đúng thì chắc chắn chư Phật chư Bồ Tát sẽ luôn bên cạnh Vân để hỗ trợ Vân và không cho Vân gặp cái gì. Nếu họ mạng Vân hết thì Vân về với các ngài, còn nếu không Vân còn làm lợi lạc cho chúng sanh thì chắc chắn các ngài sẽ bảo vệ giúp Vân và sẽ không cho Vân bị cái gì. Cho nên chính vì niềm tin đó mà Vân tiếp tục phấn đấu cho những cái mình đang làm. Không hề dễ quý vị, không hề dễ. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Hãy nhớ kiên trì trong tất cả những gì mình làm và làm điều đặn, không thối chuyển. Nghịch cảnh đến, chấp nhận nghịch cảnh, tiếp tục bước qua nghịch cảnh, tiếp tục phấn đấu đi tới. Thử thách đến, tìm cách vượt qua thử thách để tiếp tục bước về phía trước. Xin hãy đừng trùng bước, xin hãy đừng thối chuyển trong tất cả những gì mình làm. Vì chúng ta đang làm đúng. Nếu chúng ta cảm thấy làm đúng, chúng ta tiếp tục đi. Và hãy tiếp tục bước tới. Dĩ nhiên là trong gai, sóng gió, thử thách, bão bùng nó sẽ có. Nhưng hãy ôm câu Phật hiệu và hãy tin tưởng nếu mình đi đúng đường thì chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thần, Hộ Pháp sẽ bảo vệ mình. Họ sẽ bảo vệ mình quý vị. Mình sẽ không có chuyện gì đâu. Hãy tin tưởng điều đó. Hãy tin tưởng điều đó. Và làm đủ. Đúng điều đủ. Đủ là như thế nào? Mỗi người chúng ta đều có cái nợ khác nhau đúng không ạ? Không có ai giống ai hết. Có người nợ tình, có người nợ tiền, có người nợ mạng, nợ khác nhau hết. Và có nhiều người nợ ít, có nhiều người nợ nhiều. Và không ai giống ai hết. Cho nên mỗi người mỗi khác. Đủ như thế nào mới gọi là đủ? Chúng ta không biết đâu. Vì sao? Vì chúng ta chưa có cặp mắt thiên nhãn. Chúng ta không thể biết chúng ta nợ bao nhiêu của chúng sanh đâu. Tại sao cứ bệnh hoạn hoài như thế này? Tại sao ung thư không đến người khác mà đến với tôi? Tại sao chồng của người ta thương người ta như trứng nhỏng còn chồng tôi lại khác?
Tại sao vợ tôi đối xử với tôi như thế mà vợ người hàng xóm rất là dễ thương, đối xử tốt với chồng? Tại sao các con của tôi ngỗ nghịch mà các con nhà hàng xóm rất là ngoan? Tất cả đều có nguyên nhân và lý do của nó. Và tất cả đều nợ khác nhau. Chủ nợ họ tới họ đòi khác nhau hết, không có ai giống ai hết quý vị. Cho nên xin quý vị, không biết quý vị làm sao mà cái bây giờ cái trang mình quảng cáo là sao không hiểu luôn. Cho nên xin quý vị, mình không biết mình làm như thế nào để đủ, cứ làm đi. Cái quan trọng là cứ làm đi, không cần phải biết mình nợ bao nhiêu. Làm không cần cầu, không cần cầu cho con trả hết nợ, không cần cầu cho con phải được cái này cái kia cái nọ. Bắt cầu đi quý vị, giữ vững lập trường chúng ta. Không cần biết chúng ta nợ bao nhiêu, vẫn làm. Vì chúng ta biết đường đi chúng ta là đúng, thì chúng ta hãy làm. Chúng ta càng làm nhiều, thí dụ như bây giờ chúng ta nợ 100 đô đi, và bây giờ chúng ta làm hơn 100 đô thì chắc chắn chúng ta có phước báo, đúng không ạ? Phước báo nó sẽ dày hơn nữa, dày hơn nữa, dày hơn nữa. Bây giờ trong gia đình của mình cần cứu, mình đã cứu xong hết rồi, thì bây giờ phước báo mình dày hơn nữa, nhiều hơn nữa, thì chắc chắn mình sẽ cứu được rất là nhiều chúng sanh ngoài kia. Quý vị có biết là ngoài bản thân mình, ngoài gia đình của mình còn nhiều chúng sanh vô hình, nhiều chúng sanh vô minh đang cần chúng ta. Họ đang rất là cần chúng ta. Và một câu Phật hiệu của quý vị có thể lợi lạc rất nhiều chúng sanh. Cho nên đủ gọi làm sao để đủ? Thứ nhất chúng ta không biết, và thứ nhì cứ làm cho thừa đi. Làm cho thừa đi. Vì sao? Vì chúng sanh ngoài kia đang cần phước báo của chúng ta, đang cần chúng ta cho họ nhiều hơn nữa công đức của chúng ta, để họ có thể siêu, để họ có thể ngộ ra một cái gì đó, để họ có thể làm lợi lạc cho họ. Và chúng ta đâu muốn mình đi một mình đâu, đúng không? Mình đâu muốn vì cái lòng ích kỷ mình niệm Phật vãng sanh một mình đâu, đúng không? Chúng ta cũng muốn đem theo người thân của mình, đem theo rất là nhiều những vị chúng sanh ngoài kia mà, đúng không? Và nếu như chúng ta có thể thì tại sao không? Nếu như chúng ta có thể làm được điều đó, nếu như chúng ta có thể làm được phước báo cho ai đó, nếu như chúng ta có thể cứu được một ai đó, nếu như chúng ta có thể làm lợi lạc một cái gì đó cho ai đó thì tại sao không? Vì sao? Vì đạo Phật chúng ta hãy nhớ rất rõ, đạo Phật chúng ta không phải là đạo ban phước giáng họa thần linh như thế, không có phải là cái sự gọi là cái gì vô minh mà cầu nguyện là được. Đạo Phật chúng ta là đạo trí tuệ, đạo Phật chúng ta là đạo từ bi trí tuệ. Và từ bi có nghĩa là chúng ta có những gì ta có, chúng ta có thể đem hồi hướng hết cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, những chúng sanh vô hình cũng như hữu hình. Ai đó đủ duyên với chúng ta thì chúng ta sẽ có thể giúp họ, hướng dẫn họ tu tập, phóng sanh, làm nhiều việc lành để đem công đức hồi hướng cho họ, để họ có được một phần phước báo của chúng ta, để rồi bản thân họ cũng một ngày nào đó có thể lợi lạc từ chúng ta, và có thể đủ duyên họ cùng chúng ta vãng sanh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nhờ chúng ta mà họ biết được pháp môn tịnh độ, họ có thể niệm Phật được. Đó là công đức vô lượng của chúng ta. Và người con Phật mình không ngừng làm những chuyện lành, quý vị ơi hãy nhớ không ngừng làm. Nếu còn một hơi thở, chúng ta sống một ngày vì một hơi thở, vì Phật pháp lợi lạc cho chúng sanh,
sống một ngày vì Phật Pháp và sống một ngày vì chúng sanh, làm lợi lạc cho chúng sanh, sống xứng đáng, thật xứng đáng là người con Phật. Sống xứng đáng để khi Phật tới tiếp dẫn chúng ta, chúng ta không còn một cái gì hối tiếc trên cõi đời này nữa hết. Và cái hoa sen của chúng ta là thượng thượng phẩm, rất là to, với sự hoan hỷ của Ngài và Thánh chúng xuống tiếp dẫn, là một cái mà chúng ta ai cũng mong muốn hết, đúng không ạ? Và chúng ta có thể làm được việc đó, quý vị. Chúng ta có thể làm được việc đó. Hãy sống xứng đáng một ngày. Sống xứng đáng một ngày vì Phật Pháp, một ngày vì chúng sanh. Nói tóm lại, tại sao Vân nói đúng điều đủ? Đúng là đã làm đúng rồi. Nhưng nếu không làm điều đặng, sơ hở một chút thôi, chúng ma vương cũng có thể tác động, quý vị. Điều đặng, hãy nhớ điều đặng, đừng cho xen tạp những chuyện gọi là con ma nó xen vào. Đủ, làm dư đi quý vị, không cần đủ, vì mình không biết bao nhiêu gọi là đủ. Cứ làm. Và nếu quý vị làm điều đặng thì Vân tin chắc là quý vị sẽ dư phước báo. Dư phước báo để cho những người khác, để hồi hướng cho những người khác. Thì đó là cái bài pháp hôm nay Vân chia sẻ với quý vị. Quý vị nào có câu hỏi thì có thể nhắn câu hỏi liền bây giờ nhé. Và và dĩ nhiên, đúng rồi, không tin thì đừng xem. Và dĩ nhiên những cái mà Vân chia sẻ cho quý vị là những cái Vân đã từng trải qua, đã từng làm và đang làm, thấy được lợi lạc, cho nên Vân chia sẻ cho quý vị, chứ không phải là cái gì to đùng hoặc là Vân không phải là giỏi hơn quý vị. Nhưng biết tới đâu thì tâu tới đó. Và nếu như quý vị cảm thấy mình lợi lạc thì quý vị cũng có thể cho Vân bấm cho Vân số 6 nè. Nếu ai cảm thấy lợi lạc gì những cái chia sẻ của Vân, có thể bấm giùm Vân số 6. Và nếu ai mà cảm thấy không thích những gì Vân chia sẻ thì không cần phải khẩu nghiệp tội lắm, tại vì quý vị sẽ đọa địa ngục thì Vân không muốn chuyện đó xảy ra nha. Cho nên là dĩ nhiên bây giờ là thời đại của chúng ma vương mà quý vị, đầy dạy hết. Thời mạt pháp là thời ma vương mà, cho nên tụi nó kiếm Vân liên tục mỗi ngày luôn, không ngày nào cũng kiếm tới hết. Và nó không muốn Vân làm những cái Vân đang làm nữa. Và nó phá các em, nó phá các em trong nhóm thiện nguyện. Vì nó nói là phá các em thì Vân sẽ rất là đau đầu và Vân sẽ không làm nữa. Nhưng Vân nói một mình Vân vẫn đi, một mình Vân vẫn làm. Vân làm vì Vân cảm thấy những gì Vân làm là đúng, chứ không phải làm cho ai hết. Cảm thấy Vân làm có lợi lạc cho chúng sanh, làm được, làm đúng, trong khả năng của mình thì Vân sẽ làm. Và không ai có thể ngăn cản Vân được hết. Và Vân tiếp tục bước tới mặc dù rất là nhiều thử thách trong gai. Nhưng dĩ nhiên nếu chúng ta thật sự có tâm làm những gì chúng ta cần làm thì không có ai có thể cản chúng ta được hết. Mặc dù họ có mạnh cỡ nào đi nữa, nhưng quý vị hãy dùng cái tâm của mình để chọi lại nó. Lý do tại sao Vân nói cái tâm, cái tâm rất là quan trọng. Và tại sao trong tất cả các bài pháp Vân đều nhấn mạnh chữ tâm, tâm và tâm. Làm bất cứ cái gì bằng cái tâm chúng ta. Thí dụ như bản thân Vân, Vân đâu biết Vân có lực để đánh chúng nó hay không, hay là để đối diện với chúng ma vương hay không. Rõ ràng Vân không biết có hay không. Nhưng khi chúng nó tới với Vân, Vân đều nói là ta không bao giờ sợ ngươi và ta không bao giờ thắng chánh được hết. Không bao giờ thắng chánh. Ta là con của Phật A-di-đà thì dĩ nhiên Phật A-di-đà đại từ đại bi và là chánh đạo thì các ngươi không bao giờ thắng được ta đâu. Và cho dù các ngươi phá ta cỡ nào đi nữa, một mình ta đi ta vẫn đi.
ta vẫn đi, ta vẫn làm và các ngươi không bao giờ cản được ta đâu. Chuyện ta làm, ta cần làm, ta vẫn làm. Và ngươi không có, không bao giờ có thể cản được. Và mình phải giữ vững lập trường của mình, mặc dù mình không biết là mình tương lai mình như thế nào, nhưng bây giờ chúng ta phải có cái lì trong những gì chúng ta làm, cái lì trong đạo, cái lì trong đời, cái lì trong những gì chúng ta làm. Và cái lì đó nó phải đi chung với trí tuệ chúng ta, chứ không phải là cái lì đi chung với sự mù lòa. Cái lì đi chung với trí tuệ chúng ta thì chắc chắn là 50% chúng ta đã giành phần thắng rồi, phần còn lại là cái sự hỗ trợ của các ngài, cái sự tu tập của mình để cảm được các ngài, để các ngài có thể hỗ trợ mình vượt qua những cái thử thách trong gai này. Và dĩ nhiên đi cho tới cùng, đánh thì đánh cho tới cùng, còn hơi thở cuối cùng ta vẫn phải đối diện với nó. Và nếu như chúng ta đã làm đúng theo người con Phật rồi mà chúng ta không thắng ma vương, hoặc là chúng ta không thể đại khái là không còn sống được nữa, thì chắc chắn là Phật sẽ không bỏ chúng ta. Hoặc là trong lúc chúng ta đang làm đạo, trong lúc chúng ta tu tập, chúng ta dùng cái tâm chúng ta để tu, cái tâm tha thiết chúng ta để làm, là để tu tập, để làm Phật sự, làm đúng, làm điều, làm đủ, thì chắc chắn chư Phật, chư Bồ Tát, các vị hộ pháp sẽ không để chúng ta bị cái gì đâu quý vị. Không để chúng ta bị cái gì đâu. Quý vị hãy tin tuyệt đối điều đó, và hãy giữ vững lập trường trong tất cả những gì chúng ta làm. Và hãy nhớ, làm vì trí tuệ, làm từ trí tuệ chúng ta mà làm ra, chứ không phải là vì một lời nói của ai, hay là vì cái ánh mắt ta thấy, tai ta nghe một cái gì đó. Hãy nghiệm, mặc dù chúng ta thấy nghe, tai nghe mắt thấy rồi, nhưng chúng ta hãy dùng trí tuệ để phán xét trong tất cả những gì chúng ta làm, thì cái trí tuệ đó nó mới giúp chúng ta được, chứ không phải là chúng ta dùng những cái mê muội của chúng ta để chúng ta phán xét một cái gì đó. Cho nên xin quý vị hãy cố gắng phấn đấu nhé. Bây giờ Vân thấy có câu hỏi đặt ra nè. Ok. Quý vị không có cần phải cãi ta đôi với những chúng ma vương này đâu. Vân nói trong những bài pháp của Vân hay là những cái Facebook live đều có chúng ma vương nó phá mà quý vị. Ok, rồi Vân sẽ trả lời một số câu hỏi quý vị nhé. Quý vị nào có câu hỏi thì để câu hỏi đằng sau nhé. Chị Vân hỷ quy y Phật cho em được không? Mỗi ngày em luôn cầu nguyện Phật gia hộ cho em về điều này. Cái này hả, liên lạc với Vân sau nhé. Vậy cái này nhé. Chị Vân, em buôn bán, sáng em vừa làm việc vừa mở theo dõi Phật Pháp, em không ở nhà để lại Phật sám hối. Chị Quan Hỷ cho em có tốt không chị? Em về nhà gần 12 giờ Việt Nam, muộn quá, mong chị Quan Hỷ. Thật sự quý vị ơi, không cần phải tu tập với Vân thì quý vị mới có lợi lạc đâu. Quý vị hãy cố gắng, mình dùng, vì mình còn cơm áo gạo tiền, vì mình còn phải nuôi sống gia đình của mình, thì mình tu tập trong những thời gian của mình có. Và hãy nhớ, cái quan trọng là chúng ta cần phải làm điều đặn. Nếu quý vị không có thể cộng tu cùng tụi Vân online thì quý vị không sao hết, quý vị cứ niệm Phật, làm bất cứ cái gì mình cũng có thể tu được mà, đúng không ạ? Cho nên cái quan trọng làm điều đặn, đừng bỏ, luôn luôn có câu Phật hiệu trong người của mình. Nếu cùng cộng tu với đạo tràng online thì chúng ta có một cái lực rất là mạnh, và ma dương nó không có dễ tấn công chúng ta, và chúng ta cũng có thể bảo đảm cũng an toàn vì mình hợp lực với nhau. Nhưng nếu quý vị không có sao hết, quý vị hãy tu và hãy luôn luôn có câu Phật hiệu trong ta, đừng để cái tâm của mình nó chạy loạn rồi ma vương nó sẽ tấn công mình thì không có nên. A Di Đà Phật. Quý vị nào có câu hỏi thì để câu hỏi nha. Cô Vân ơi, cho hỏi, hàng ngày chị tu tập nhưng không tu cùng đạo tràng thì của cô, thì bằng cách nào để giải được
yếm bùa trong đất trong nhà xin câu quan hỷ à, em đâu biết. À, em không biết câu này không trả lời nhé, vì không biết không biết cách giải như thế nào. À, quý vị vẫn không biết cái đó nha. Ok. À, ok. Quý vị có thể để câu hỏi sau dùm Vân nhé. Nếu mà có câu hỏi thì để câu hỏi phía sau dùm Vân. Tại vì nhiều comment quá Vân không không biết. À, chị ơi, hàng ngày em vẫn cộng tu với chị và đạo tràng nhưng em chưa được quy y Phật, chưa có pháp danh thì trên đường tu có lợi lạc không? Câu trả lời là có, nếu quý vị chưa quy y, quý vị vẫn tu có lợi lạc nhé. Nhưng hãy nên quy y, cố gắng nên quy y. Tu ơi, bố mẹ chồng con, người muốn con trì đại bi bằng tiếng Phạn và người muốn con trì tiếng Hán, hai tiếng đấy có khác không ạ? Cái này vẫn không biết. Quý vị vâng chỉ biết thật ra chú đại bi vâng chỉ biết có một cái chú đại bi thôi, không biết là tiếng Phạn tiếng chú nó là chú, cho nên là vâng vâng không biết. Quý vị tu cái nào thì cái nào quý vị cảm thấy an lạc lợi lạc cho mình thì quý vị làm quý vị nhé. À, trời ơi. Ơi, chúng sanh ngày nào cũng đỏ địa ngục hết. À, ok. À, câu ơi, ăn chay nhưng đi chợ mua thức ăn cho chồng con thì làm thế nào? Vì chồng con không ăn chay. Thì mình giống như Vân đã từng trả lời câu hỏi này rồi, thì quý vị có thể nấu nhưng mà với cái tâm mình siêu cho họ. Với cái tâm mình siêu cho họ, nhớ là đừng có mua những con còn sống về mình cắt cổ mình làm thì tội quá. Mình về mình nấu nướng như mình siêu cho họ, mình nguyện, mình khai thị cho họ và mình nguyện ai ăn thức ăn này thì xin họ hãy chuyển cái tâm thành tâm từ bi, thành cái tâm biết thương yêu chúng sanh và không còn ăn mạng chúng sanh nữa. Bên cạnh đó thì lúc mình làm đồ ăn thì mình hãy phát một cái tâm từ bi với những miếng thịt mà mình đang làm đó. Tôi không muốn nhưng vì còn nợ gia đình cho nên tôi phải làm như thế này. Thì mong quý vị, tôi sẽ niệm Phật tha thiết để hồi hướng công đức. Niệm Phật này công đức tôi có được để hồi hướng cho các vị, để các vị có thể về với Phật, siêu về với Phật. Cho nên mình cứ tha thiết như vậy thôi nha. Chứ ngoài cái đó thì Vân không biết. Vân không biết làm sao. Chị ơi, em cũng âm cúng mỗi tối nhưng mỗi khi cúng có cái gì đó bỏ sau lưng vai em. Chị ơi làm ơn cho em biết, em ăn chay niệm Phật 10 năm rồi. Vân đâu biết con gì bò đâu. Quý vị ơi, vâng không phải là cái gì cũng biết quý vị nha. Ăn chay niệm Phật 10 năm rồi mà vẫn còn quán gia trái chủ thì không biết. Vâng không biết, quý vị nhìn lại cái cách tu của mình nha. Chị ơi, em làm gần khu mộ rất lớn, em muốn họ biết đến câu niệm Phật hiệu, em nhờ tha lực của Phật để siêu họ được không chị? Em rất muốn làm điều này được không chị Vân? Thì mình tu tinh tấn thì mình có thể độ và cứu được rất là nhiều chúng sanh nha. Khi mình phát nguyện độ chúng sanh và mình tu thật là tinh tấn thì mình có công đức rồi, thì mình muốn siêu ai độ ai thì mình có thể độ nha, có thể hồi hướng công đức cho họ và nói họ nương vào câu Phật hiệu mà có thể siêu, đem công đức mình hồi hướng cho họ. Chị Vân ơi, trùng tang là như thế nào? Vâng không biết cái này quý vị nha. Ngoài pháp môn tịnh độ ra, quý vị hỏi những cái khác vâng không có biết đâu. Vâng không phải là Nico nhé.
Quý vị ơi, những quý vị không có quan hỷ là Vân sẽ khóa hết tất cả quý vị không quan hỷ nghe những gì Vân nói. Mình không đủ duyên thì mình đừng có nghe. Nghe rồi phỉ báng thì quý vị sẽ có tội, Vân không muốn điều đó. Chị ơi, cho em hỏi những người họ đi quyên tiền công đức ở khắp nơi và họ nói là đi giao phước cho mọi người như thế, có đúng chánh pháp không ạ? À? Câu này Vân không biết cho nên Vân sẽ không trả lời nha, vì Vân không phải là họ cho nên có người làm đúng, có người làm sai. Quý vị hãy dùng trí tuệ của mình để mình có thể trả lời câu này nhé. Okay. Chị ơi, con trai em niệm danh hiệu bằng tiếng Phạn có được không? Vân nói rồi, quý vị tu như thế nào, quý vị cảm thấy an lạc thì quý vị cứ có thể tu nha. Đừng có hỏi Vân là tiếng này được không, tiếng kia được không, kinh này được không, kinh kia được không. Vân không biết đâu, quý vị cảm thấy cái nào mà quý vị tu cảm thấy an lạc, cảm thấy thoải mái, an lạc, nhẹ nhàng cho mình. Nghe cái tiếng niệm Phật này mình thấy thoải mái, cảm thấy thích thì mình cứ làm nha quý vị nhé. A Di Đà Phật, cho em hỏi trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 37 Đức Phật có nói tu một ngày một đêm ở cõi Ta Bà bằng 100 năm ở cõi Tây Phương, có nghĩa là gì ạ? Để em về Tây Phương em hỏi nha. Em không phải là em không biết câu này cho nên em chỉ biết thật sự đó quý vị. Vân đơn giản lắm, Vân chỉ có biết một câu Phật hiệu thôi và cái lại Phật thôi. Còn các ngài nói tu một ngày một đêm ở cõi Ta Bà bằng 100 năm ở cõi Tây Phương Cực Lạc, theo em nha, theo Vân nghĩ nha, cõi Ta Bà của mình đó rất là khó tu, không phải dễ đâu quý vị ơi, cực kỳ khó luôn. Mình ngồi tu chút xíu là con nó réo, chồng la, cái này cái kia cái nọ, nợ đòi, đại khái là chướng duyên, cực kỳ chướng duyên luôn. Có nghĩa là mình đang tu trong cái sự khổ cực của mình, đang vượt qua những cái chướng duyên như thế này. Thì nếu như cái tâm của chúng ta cột lại một ngày một đêm, bỏ hết, buông hết cái cõi Ta Bà này để mà tu tập một ngày một đêm, không nghĩ tưởng một cái gì gọi là miệng niệm Phật tâm tán loạn đó, có nghĩa là đủ chuyện nó đến hết trong đầu của mình. Mình tu tinh tấn một ngày một đêm thật sự bằng cái tâm của mình, không còn nhớ chuyện gì ngoài kia, thì mình bằng cõi cực lạc 100 năm hoặc là cõi trời. Vì sao? Vì cõi cực lạc, cõi trời rất là sung sướng. Họ sướng lắm, họ rất là sướng và họ tu dễ dàng hơn chúng ta nhiều. Nhưng thí dụ Vân nói cõi cực lạc thì Vân không biết, nhưng cõi trời thì Vân đã tiếp xúc với các vị thiên, thì họ nói về cái sự sung sướng của họ và họ không tin có cảnh giới cực lạc có thể sung sướng hơn cõi trời, cho nên họ giải đãi, họ rất là giải đãi. Họ thứ nhất họ không tin là có cảnh giới nào đẹp hơn, tốt hơn cảnh giới trời. Thứ nhì là khi họ không tin rồi thì cái sự giải đãi của họ sẽ có. Cho nên là họ sung sướng vì cái sự sung sướng của họ mà họ khó tu hơn chúng ta. Chúng ta tu trong nghịch cảnh mới gọi là tu có phước báo nhanh hơn họ. Đó là cách mà em nghĩ nha. Cho nên là lý do tại sao mà Phật nói là cảnh giới cực lạc ít người về, cảnh giới địa ngục cực kỳ đông. Đây là lý do nè. Có bao nhiêu người vượt qua nghịch cảnh để tu được đâu. Mới có phát nguyện ăn chay, chồng không cho, con không cho là bắt đầu sợ rồi, bắt đầu không ăn rồi. Mới có phát nguyện là niệm Phật lại Phật mỗi ngày, vậy thì ông chồng càm ràm, người này người kia nói ra nói vô là bỏ rồi. Hả? Không vượt qua được nghịch cảnh thì làm sao chúng ta có thể về với Phật đây. Cho nên về với Phật ít là như vậy. Ok. Xin quý vị để câu hỏi đằng sau nhé. Chị ơi, chú Đại Bi lúc nào cũng được phải. Chị ơi, chú Đại Bi lúc nào trì lúc nào cũng được phải không chị?
Em không thắp hương đi đứng nằm ngồi gì em điệu niệm kể cả trong phòng ngủ có được không không chị? Vâng, lặp đi lặp lại nha. Quý vị trì tụng bất cứ cái gì quý vị cảm thấy an lạc thì quý vị có thể trì. Và trong phòng ngủ và trong phòng vệ sinh nơi bất tịnh quý vị hãy trì thầm, có nghĩa là không lên tiếng quý vị nhé. Nhân Vân khuyên quý vị là hãy trụ câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu A Di Đà Phật khi quý vị cất tiếng lên thì niệm tha thiết thì toàn thân quý vị sẽ phát sáng, và khi quý vị phát sáng thì không có một cái thế lực nào có thể tác động vào chúng ta được hết. Là câu Phật hiệu A Di Đà Phật cực kỳ mạnh và có thể cứu chúng ta mọi lúc mọi nơi. Em tụng kinh Địa Tạng 10 ngày trai trong tháng còn lại chị chú đại bi, vậy có được không? Em ơi chị có được không em? Vân nói rồi, quý vị tụng trì cái gì quý vị cảm thấy an lạc thì quý vị cứ làm. Nhưng Vân khuyên nếu quý vị pháp môn tịnh độ, một cuốn kinh A Di Đà và câu Phật hiệu A Di Đà Phật nha. Vì sao? Vì lúc mà mình cần tử nghiệp tới rồi mình không nhớ kinh Địa Tạng hay là kinh chú đại bi hay là kinh này kinh kia đâu, vì dài quá không nhớ. Bốn câu Phật hiệu thôi còn rặn không ra đó quý vị, bốn câu Phật hiệu còn không ra tiếng được nữa, vì bản thân Vân đã từng trải qua rồi. Khi cơ thể mình cực kỳ đau khổ là mình chỉ biết niệm đau thôi, còn những chuyện khác mình không niệm ra được. Cho nên làm sao để chúng ta có thể trụ câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Bốn câu, bốn chữ này là dễ cho chúng ta trụ cái tâm của mình và dễ cho chúng ta thuần thục nhất. Và khi chúng ta có việc, có chuyện cần tử nghiệp tới hoặc là có tai nạn gì đó thì bốn câu này lập tức xuất hiện nhanh hơn có thể, hơn tất cả các kinh khác quý vị nhé. Ok, quý vị nào mà cần Vân giúp cái gì thì quý vị có thể liên lạc với Kim Ngân nhé. Đừng có nhắn tin cho Vân, hãy liên lạc với Kim Ngân. Kim Ngân sẽ sắp lịch cho quý vị nhé. Chị ơi, em hỏi, em về nhà ngoại chơi, đến giờ tu tập em xin mẹ em cho em thắp hương nhưng mẹ em bảo thắp hương ma nó quậy. Có phải không chị? Quý vị thắp hương cho ma hay quý vị thắp hương cho Phật đây? Thắp hương cho ma thì ma nó tới, quý vị mời ai thì người ta sẽ tới. Quý vị thắp hương cho Phật thì dĩ nhiên là Phật chứng cho quý vị. Còn bây giờ quý vị thắp hương mà quý vị nói là ma quậy, có phải không chị? Thì câu này quý vị thể dùng trí tuệ của mình để mình suy nghĩ nhé. Thắp hương chưa gọi ai. Ok. Chị ơi, hằng ngày em tu tập với chị và đạo tràng, nhưng có những hôm em không tu với đạo tràng và tu chỗ nào, ở bất cứ chỗ nào không có bàn thờ Phật thì hồi hướng cho quán gia trái chủ, kiểu hiện chúng sinh thai nhi, thì quạt có nghe được không chị? Hoặc niệm Phật sám hối bất cứ chỗ nào rồi mình hồi hướng có được không? Quý vị đừng có nghĩ là có bàn thờ thì mới tu được quý vị nhé. Tại sao Vân nói tu mọi lúc mọi nơi? Quý vị tu mọi lúc mọi nơi xong rồi quý vị hồi hướng ở đâu cũng được mà, cuối ngày mình hồi hướng nhé. Nếu có bàn thờ thì trang nghiêm hơn, thanh tịnh hơn, còn nếu không chúng ta cũng tùy duyên đi nhé. Hãy cố gắng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi gì mình cũng niệm, và cuối ngày thì mình hồi hướng. Không nhất thiết phải là có bàn thờ thì mình mới hồi hướng được nha. Em cũng nghĩ vậy. Ok. Chị ơi, em hỏi cúng y cho Phật là thế nào? Bây giờ mình có cúng y cho Phật được không? Phật ở đâu? Ý nghĩa của cúng y là như thế nào? Thời mạt pháp,
thời tượng Phật, thời mạt pháp như thế này thì quý vị cúng y cho Phật nghĩa là như thế nào? Nó có hai ba nghĩa. Thứ nhất, cúng dường, cúng y cho Phật, Phật có thể là cha mẹ của mình quý vị nhé, cha mẹ của mình. Và Phật ở đâu? Trong ta, trong tâm ta có Phật. Phật ở trong tâm ta nè. Vậy thì quý vị tìm ở đâu, tìm Phật ở đâu để đi cúng y? Vân nhớ lần đầu tiên Vân đi cúng y cho Phật là ở Ấn Độ, chỗ nơi Phật nhập Niết Bàn á. Thì các lúc mà qua Ấn Độ thì các vị đùng 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 lên, mỗi người mua một cái y để đi cúng, để đi đắp cho Phật, rồi đem cái y đó về nhà. Vân còn đem giữ ở nhà nè, đắp Phật xong rồi tụng một thời kinh, xong rồi mình thỉnh cái y đó về nhà, rồi để rồi mình mai một cái miếng giống như mền quang minh gì đó, khi mình ra đi thì mình sẽ đắp cho mình. Đó là các ngài, các vị nói như vậy đó, các quý thầy nói như vậy thì mình cũng làm theo chứ mình có biết gì đâu. Đó, gọi là đắp y cho Phật đó. Còn bây giờ mà nói là mình cúng y cho Phật được không chị? Dĩ nhiên là được, nhưng Phật ở đâu? Quý vị hãy trả lời câu hỏi đó nha. Phật ở đâu để mình cúng y đây? Có thể được. Và rất là quan hỷ, Phật rất là quan hỷ. Quý vị hãy dùng cái tâm, chúng ta muốn cúng dường gì hãy dùng cái tâm, thì chắc chắn là Phật cũng sẽ chứng cho cái tâm chúng ta nha. Chị ơi, vì công việc của em công phu 11, 12 giờ đêm có ảnh hưởng gì không chị? Vì nhiều người nói công phu khuya quá ảnh hưởng sức khỏe, lâu ngày sẽ không đủ sức, khuya quá em bị hôn trầm. Đúng rồi, thức khuya thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe. Cái này Vân nói thức khuya bị ảnh hưởng sức khỏe ngay, chứ Vân không phải nói là công phu bị ảnh hưởng sức khỏe nha. Cho nên là chúng ta không nhất thiết phải là ngồi một chỗ mới có thể công phu nhé. Vân lặp đi lặp lại nhé. Chị ơi, em phóng sanh và tụng chú Đại Bi, chú vãng sanh rồi mình thả được không? Được em. Ok, ok, thôi bây giờ Vân tạm ngưng nhé. Vân vẫn còn thấy một câu hỏi cuối cùng nữa ha. Chị cho em hỏi, mình cộng tu trên Zoom, khi đang cộng tu thì nhang hết mình phải làm sao chị? Nhang hết thì đi thắp nhang thêm chứ phải làm sao, là sao ta? Thật sự quý vị, mình hãy dùng trí tuệ mình cho thường là như vậy nữa ha. Khi quý vị có một cái câu hỏi gì đó, xong chúng ta sẽ ngồi tịnh lại, tịnh lại một chút, xong rồi chúng ta dùng trí tuệ của chúng ta để chúng ta trả lời thử xem sao nhé, trả lời thử cái câu đó xem sao. Thật sự không phải là thắp nhang liên tục cho Phật, Phật mới chứng đâu nhé. Bản thân Vân, Vân rất là dị ứng cái mùi nhang. Nhang mà đốt nhiều là Vân sẽ, cái lỗ mũi Vân sẽ không có xong, khó chịu lắm luôn. Cho nên Vân rất là ít thắp nhang, nhưng Vân thắp đèn cầy. Vân có thể cúng dường tâm của mình bằng cái đèn cầy, và Vân chỉ thắp một cái nhang nhỏ thôi. Quý vị thấy mà nhang nhà Vân nhỏ xíu à, chừng không chừng gang tay à. Và Vân chỉ thắp một thời công phu, Vân chỉ có bạch Phật một lần một thôi, ở bàn Phật thôi. Còn hai bạn hai bên Vân cũng không có thắp nhang nữa, ít lắm, vì Vân dị ứng mùi nhang. Cho nên là quý vị ơi, tùy duyên đi nha. Cái quan trọng không phải là hình thức, cái quan trọng là ở cái tâm của chúng ta. Chúng ta cúng dường cái gì mà bằng cái tâm thì chắc chắn là Phật sẽ cảm được. Còn quý vị mà cúng cái gì đó mà không phải bằng cái tâm, bằng hình thức thôi, thì chắc chắn là Phật sẽ không có cảm được và cũng không có chứng cho quý vị. Cho nên đừng có quan trọng quá hình thức. Cái quan trọng là chúng ta hãy dùng tâm làm việc, tâm công phu, tâm cúng dường, tâm thật sự bằng cái tâm tha thiết của chúng ta, cái tâm chân thành của chúng ta, thì các ngài sẽ chứng cho chúng ta bằng cái đó quý vị nhé. A Di Đà Phật. Thôi Vân sẽ hồi hướng nha. Quý vị thấy không, mỗi lần mà Vân lên sóng á, đều có chúng ma vương nó phá, và chúng ma vương này nó không có sợ địa ngục đâu quý vị ơi, nó rất là lì, rất là sợ, nó không có sợ địa ngục đâu. Cho nên là quý vị, mình cũng rất là đau lòng vì vì một ai đó sẽ đọa địa ngục sau khi một cái bài nói pháp mình
Nhưng những gì mình cần làm thì mình phải làm thôi, chứ đâu có phải là vì họ cản mình mà mình không làm đâu, đúng không ạ? Cho nên là chướng duyên có, họ nói cái này cái kia rất là khó nghe, đúng không ạ? Nhưng đây là cái thử thách của chúng ta nè, xem coi chúng ta có vượt qua được hay không. Và nếu như chúng ta khó chịu, không vượt qua được và không tiếp tục đi trong cái hành trình của mình nữa thì ai lỗ? Họ đâu có đưa mình về cực lạc được đâu, họ đâu có nuôi sống gia đình mình đâu, họ đâu có làm lợi lạc cho mình đâu, thì tại sao mình nghe họ? Và nếu họ nói người ta nói làm sao, thời Đức Phật nói là nếu như ai chửi con mà con làm thinh. Một câu chuyện của ngài từng nói đó, từng kể đó, là có một vị Bà La Môn cứ đi theo ngài và chửi, lúc mà ngài đi khất thực và cứ đi theo sau cứ chửi, chửi này cù đàm rồi chửi những lời rất là khó nghe, rất là khó nghe, và Phật cứ tiếp tục đi một cách rất là ung dung tự tại. Và cuối cùng thì người này tức quá nói, ta ngươi bị điếc à, ta chửi ngươi như thế mà ngươi vẫn làm thinh, ngươi vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Thì lúc đó Phật mới dừng lại và Phật nói là ta cho ngươi một thí dụ như ngươi đem quà đến nhà ta, ngươi muốn cho ta món quà này nhưng ta không nhận, thì quà này sẽ thuộc về ai? Ta không nhận món quà này thì quà này sẽ thuộc về ai, đúng không ạ? Và cũng vậy, có một vị tổ nói là nếu như mình ngửa mặt phun nước miếng lên trời thì cái nước miếng đó nó sẽ dội ngược lại ai? Mình muốn chửi ông trời, mình phun nước miếng lên trời, mình làm cái gì đó thì dội ngược về ai? Cho nên là tất cả những cái mà chúng ta đang làm, nếu chúng ta cảm thấy nó đúng thì chúng ta tiếp tục chúng ta làm, cảm thấy an lạc, cảm thấy đúng, cảm thấy lợi lạc cho mình, cho những người khác, thì chúng ta tiếp tục làm, và làm nhiều hơn nữa, làm điều đặn hơn nữa, làm nhiều hơn cái sự đủ nữa, thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả và thành tựu những cái gì chúng ta muốn. Và mong chúc cả nhà mình thật sự tinh tấn hơn nữa, và không những thử thách trong gai không hề gì với chúng ta. Người con Phật hãy giữ vững lập trường của chúng ta, đừng để chúng ma vương nó tác động chúng ta, đừng để những gì chi phối chúng ta, đừng để những cái thử thách, những cái chướng duyên, nghịch cảnh nó đến mà cản trở chúng ta. Hãy một lòng mạnh mẽ hơn nữa để về với Phật A Di Đà. Ngài đang chờ chúng ta, Ngài đang đưa tay chờ đón chúng ta về nhà kìa quý vị. Cho nên là hãy mạnh mẽ hơn nữa, mạnh hơn nữa và mạnh hơn nữa để chúng ta có thể cùng về nhà. Và nếu như quý vị về một mình, quý vị cảm thấy không đủ lực, thì quý vị hãy cùng nắm tay với Vân, cùng nắm tay Đạo Tràng Online, cùng nắm tay với nhau để chúng ta có thể dắt nhau, dìu nhau, kéo nhau, lôi nhau cũng được. Nhưng chúng ta phải về đến nhà quý vị. Hãy về đến nhà. Về một cách như thế nào không cần biết, nhưng chúng ta cần phải về. Cần phải về, và không ai, không có một cái thế lực nào có thể cản chúng ta được hết. Nhất định chúng ta phải về. Và hãy về. Và Vân tin là quý vị có thể làm được. Vân tin chắc quý vị có thể làm được. Hãy giữ vững lập trường của chúng ta, đừng để ai có thể tác động chúng ta hết. A Di Đà Phật. Đó là những lời Vân chia sẻ cho quý vị hôm nay. Và cảm ơn cả nhà mình luôn luôn đồng hành và ủng hộ những gì Vân làm. Và hãy nhớ nha, chỉ có mình mới có thể cứu được mình thôi, không ai có thể cứu được mình hết quý vị nha. Hãy cứu mình và cứu những người xung quanh, những chúng sanh xung quanh đang rất là cần mình. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ai cùng về Tây Phương với Vân nè, ai cùng về Tây Phương với Vân có thể bấm số 6 giùm Vân nè. Chúng ta cùng về Tây Phương nhé. A Di Đà Phật.